Chào mọi người đã quay trở lại với bốn chân học sinh nha. Kèo cuối năm anh em ơi, kèo chế nha. Phía bên kia là bộ đôi của Việt Nam, Justin với lại Đạt nhỏ. Còn bên đây là Cambodia nha các bạn. Bên Cambodia này thì đánh 9m, còn bên kia đánh 12m. Và điểm số hiện tại là 1-2 rồi. Bóng ngoài rồi các bạn. Điểm cho bên cặp đôi của Việt Nam. Điểm 3-1 nha các bạn. Đánh sân bản được. Bóng ngoài nha các bạn. Điểm cho với bên anh em Cambodia. Điểm 2-3 nha các bạn. Quá quạt rồi. Phong cách đúng của bên Cambodia luôn. Đánh là có người quạt. Phong cách đánh không có người quạt đúng không? Bên mình có ai quạt đâu. Đánh ra mệt lo thở không? Chánh nói luôn đi. Ủa biết nói luôn hả? Quá đang tiếc cho bà xử lý vừa rồi người anh em Cambodia nha các bạn. Như vậy điểm dành cho cặp đôi của Châu Sĩ Tin và Đàn Nhỏ 4-2. Vẫn còn. Quá hay. Tiếp tục các bạn. Mà nỗ lực cứu bóng với bên Cambodia không thành công rồi. Tiếp tục điểm dành cho cặp đôi của Việt Nam. 5-2. Quá quạt luôn rồi. Tiếng nước luôn vậy má. Về tiếp sang phụ anh Thành Bò ơi. Về cho em. Tiếp tục mà, điểm 5-2. Quá đáng tiếc. Và xử lý gì rồi của Châu Sĩ Tin ra ngoài các bạn. Điểm cho ở bên Cambodia 3-5. Go! 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 Go!
Quá hay. Như vậy điểm dành cho bên combo thiên ai các bạn. Điểm 4-5. Bên Cambodia quýnh ra là có người quạt, có người tiếp nước, có ghế ngồi đàng hoàng các bạn. Còn bên Việt Nam mình giờ hả? Vậy nè. Quýnh xong, quýnh đứng chờ luôn rồi các bạn ơi. Ở bên Cambodia chăm sóc đặc biệt luôn. Quýnh xong là hả ra ngồi quạt lì lìa luôn. Ê, có lấy không? Dạ, ok. Ok em Linh nhỏ. Tiếp tục các bạn. Điểm số hiện tại là 4-5. Chị Tiên là số 1 đây rồi. Như vậy là bóng ra ngoài. Điểm dành cho cặp đôi Việt Nam 6-4. Như vậy thì đổi sân nha các bạn. Phía Việt Nam vẫn là 12m, còn bên Cambodia là 9m. Tiếp tục mày, điểm 6-4. Quá hay. Và xử lý cực kỳ khéo của Châu City nha các bạn. Nâng điểm số lên 7-4 rồi. Cách biệt 3 điểm đang được phía bên bộ đội của Việt Nam tạo ra lúc này nha các bạn. Wow. Vẫn còn nha các bạn. Quá hay đạt ơi. Quá tốt kìa. Quá điểm tốt của đàn luôn các bạn à. Đúng là đạt nhỏ. 8-4 rồi. Đúng là hàng sau. Khẳng định vị trí của đạt nhỏ quá tốt các bạn à. Trên thì có Châu City, dưới thì có đạt nhỏ. Thế này thì Campuchia chịu sao nổi. Bên kia tiếp tục quạt rồi các bạn ơi. Quá quạt rồi. Cỡ đó tôi tưởng là sao kêu 1 2 phán đạt. Có tùy theo người quánh nha anh, tùy theo cái đòn để mình quánh ta nha. Đòn thi cũng vậy, sao vô đưa thì được. Đòn thi vô là cái bô rồi. Em mà không gãy con gà được. Tiếp tục mà, điểm 8-4. Bay buôn hả? Và nỗ lực đánh bóng của Châu Tiên không thành công nha các bạn. Điểm thuộc về Cambodia. Điểm 5-8. Đánh 6-15 đi. Lại một pha xử lý tốt của phía bên Cambodia. Điểm số được rút ngắn nha các bạn. 6-8. Điểm 6-8. Cái banh đi chậm lắm, sao chết không đạt.
chúng ta lại nhìn thấy cảnh phía bên camera đang quạt quá quạt. Cảnh này thật là quen thuộc. Coi các nhà luôn đứng rồi. Các cái nhà bán ở đó luôn không? Điểm số 68. Quá hay cho châu rồi. Pha xử lý không tốt của bên Cambodia. Điểm dành cho cặp đôi Việt Nam các bạn. Tập trung mặt lưới nhiều quá. Hai quân dưới được rồi. 96. Điểm số hiện tại là 96 rồi. 96. Ok lên nhỏ. Đây là pha xử lý hỏng của phía bên Cambodia. Tiếp tục điểm thuộc về bên Việt Nam các bạn. Điểm 16. Hay Đạt ơi. Vô. Hay rồi. Vẫn tiếp tục các bạn ơi. Quá hay Đạt ơi. Vô. Quá tốt cho Đạt. Vô. Hay. Một bóng cơ. Hay. Đâu trở nên kịch tính ở pha bóng này các bạn. Quá hay rồi. Nhưng sau đó là tình huống xử lý cực kỳ tốt của phía bên Cambodia. Điểm số được rút ngắn cho bên Cambodia 70. Tiếp tục nha các bạn. Điểm số hiện tại là 70. 15 cây đến đây. Quá tốt. Lại pha xử lý tốt của phía bên Cambodia. Và Diệp Kỳ ở trên mép lưới các bạn. Khó chịu. 80 rồi. Cách biệt bây giờ chỉ còn là 2 điểm thôi. Và điều bóng quá hiểm các bạn ơi. Nhỏ không theo kịp pha bóng vừa rồi. Tiếp tục là điểm dành cho Cambodia. 90. Đang gấp lên tiếp. Anh bạn thấy mình năm năm hở dễ chết thôi. Đúng xử lý tốt của Châu Stein. Đứng trên xuống chết dây về mà. Nâng điểm số lên 11-9 cho anh em Việt Nam các bạn. Chạy quá anh em ơi, còn 1 điểm nữa thôi. Như vậy thì chỉ còn 1 điểm nữa là phía bên Việt Nam sẽ giành chiến thắng nha các bạn. Chúng ta cùng chờ xem những pha bóng tiếp theo. Để biết kết quả như thế nào các bạn. Để rằng phía bên anh em Cambodia có tạo nên bất ngờ nào không. 30 Tết của sân banh Minh Phú nghe nè. Một chết. Anh em sân Minh Phú tiếp đón Cambodia những ngày cuối năm. 30 Tết nghe các bạn.
chưa? Một chết. Vô. Cũng là một pha xử lý cực kỳ tinh quái của phía bên Cambodia các bạn. Một pha bỏ chéo trên mép lưới các bạn, quá tốt. Điểm 10, 11. Vô. Hàng lên em ơi, hàng lên nè, tập trung nè. Tiếp tục các bạn. Điểm số hiện tại là 10, 11. Ta cùng hồi hộp xem quả bóng này nha. Như vậy, cái pha đánh bóng không qua lưới vừa rồi thì cặp đôi Việt Nam đã giành chiến thắng nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Không có đẹp. Mà nó chạy đây mà nó đứng tham qua. Mà nó không quýnh sao chứ. Vào đứng 8 mét không bị chết.